Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Cái Cảnh Hòa Chị Miền Tây của mình. Bữa nay mình lại tiếp tục lên một số cá lán giá rẻ. Trong quá trình quay mình sẽ đọc mã số và giá tiền của từng con. Anh em nào yêu thích con nào có thể chọn mua ủng hộ và nhắn tin qua số Zalo hoặc tin nhắn. Ở đây là khu vực Đồng Tháp nên cá vận chuyển xa có thể bị xịp đầu nha anh em. Do đó anh em cũng thông cảm vấn đề này. Thì vì mình không có cho ăn ngày nhận cá, qua ngày hôm sau mình ăn lai gai lại thì cá nó sẽ tự hồi phục trở lại y gan cũ hết. Anh em khỏi sợ vấn đề này. Nó xẹp là nó vẫn lên lại bình thường nha. Bữa nay mình quay mã H. Bữa nay mình quay số hơi ngược tí nha. Tại vì nãy mình ghi ở ngoài kia, ghi dài vô. Mình quay từ số cao đến số thấp. Bữa nay mình quay tầm 18 con cá đã ra mã số sẵn và một số cá lóc với cá khỉ đỏ bột. Đầu tiên mình quay mã số H18 giá 250k, xin lỗi, giá 250k. Con này size tầm hơn 2 ngón nha anh em, hơn 2 ngón tí thôi. Anh em nào tay to thì cỡ tầm 2 ngón, con này đang lên cũng khá đẹp luôn, tướng cũng ok luôn. Giá 250k. Mấy bữa nay trời cũng hơi lạnh ha. Do đó anh em nào có sưởi mình ghim vô nha, ghim ban ngày ghim ban đêm chứ, ghim chiều buổi chiều mình ghim vô, ban ngày mình rút ra cũng được. Buổi sáng thì trời nó lạnh nhưng mà buổi trưa thì nó nóng. H18 giá 250k. Con này là size chắc hơn 2 ngón tí anh em. Con này đầu đang lên cũng khá tốt. Đối với cá mới về thì anh em cho ăn lai gai thôi nha, đừng cho ăn nhiều. Khi nào cá nó dạng hồ mình cho ăn nhiều thì màu nó sẽ hồi trở lại. Nói chung cá vận chuyển thì màu nó sẽ bị lợt, lợt hoặc cái màu đỏ nó bị tuột đi. Kế tiếp là mã H17, mã H17 giá 280k. Con này mắt trắng khá đẹp luôn nha nè. Này lâu lâu mới có mấy con nha. Này màu cũng khá tươi luôn. Con này anh em nuôi lên đầu to và tròn rất là đẹp nha. Con này size cũng hơn 2 ngón tí luôn, hơn 2 ngón tí. Cặp mắt con này rất là ngầu nha. Cá rất sung luôn. Đây nó đang kè cái con kế bên này. Đối với cá mới về anh em hạn chế mình bắt đèn nhiều nha. Bắt đèn nhiều quá thì con cá nó bị nhát nha. Một hai ngày sau con cá nó dạng dạng mình hãy bắt đèn. Với lại mình đừng có để mấy cái đồ trang trí trong hồ quá nhiều. Nó sẽ núp trong đó là đầu nó bị tuột. Con cá nó bị nhát là đầu nó sẽ tuột liền. H17. Kế tiếp là H16. H16 cũng giá 250k. Con này cũng mắc trắng luôn nha. Con này màu thì sậm hơn. Con này size cũng trên 2 ngón luôn, trên 2 ngón tí. Cá khá sung luôn. Đầu tròn vo luôn nha. Kế tiếp mình qua H15, H15 giá 280k. Con này thì mắt đỏ nha, được cái đầu khủng. Con này có bộ hầu khá đẹp luôn. Con này dáng cũng hơi ngắn nhẹ nha, khá đẹp. Size cũng tầm 2 ngón. Ở đây mình quay không có sử dụng đèn nên anh em yên tâm nha. Đây. Đèn mình gọi vô là cái đèn của điện thoại, đèn LED đó. Chủ yếu cho anh em thấy rõ cái màu của con cá dưới đầu thôi. Này màu trắng nha. Màu đỏ tự nhiên luôn. Còn quá trình vận chuyển xa thì bắt buộc cái màu nó phải tuột nha. Đợt vì anh em nuôi dừng 2-3 bữa tự nó hồi trở lại hết. Kế tiếp là một con H14 giá 2
260k. Đây, con này size hơn 2 ngón luôn. Con này dáng nó cũng tròn tròn khá đẹp nha. Cá sung luôn. Nói chung ngày nhận cá thì mình không có cho ăn nha anh em. Ngày nhận cá thì cá nó có nhát, nó có rút vô hồ cậy đó. Cứ để qua hôm sau mình cho ăn lai gai thì từ từ cá nó dạng với lợm cho ăn nhiều lên. Con này đầu cũng tròn nha, size chắc chọi hơn mấy con nãy giờ mình quay. Giá 260k. Kế tiếp một con máy H13, hai máy H13 giá 160k. Đây con máy này có đầu nha nè. Máy này có đầu nha, màu thì mới lên thôi, nó còn hơi lợn. Con này size tầm 2 ngón thôi, giá 160k. Máy H13. Giá 160k máy H13. Kế tiếp qua mã H12 giá 220k. Con này size cũng hơn 2 ngón luôn. Size hơn 2 ngón tí. Đầu cũng khá to. Đó quá mấy con này mình quay sơ qua nha. Anh em nào chưa xem kỹ thì có thể các bạn qua số Zalo mình gửi clip kỹ là mấy con này cho anh em xem. Mấy con bên đây, mấy bữa nay đầu nó bị xẹp, đầu nó bị xẹp mình không có quay. Kế tiếp là mã H11, mã H11 giá 220k. Đây con H11 đây. Con H11 mắt vàng nha nè. Con H11 mắt vàng khá đẹp luôn. Con này chủ yếu trâu nhiều nha, màu thì ít. Anh em nào thích chơi trâu thì chọn mua con này nha, giá 220k mắt vàng. Con này nữa lên mấy cái hồ không xanh này nó rất là ngầu luôn nha. Anh em nào thích trâu thì chọn mua con này nha. Con này chủ yếu là trâu nhiều. Trâu nó sáng nha. Con này đầu còn lên rất là to nha. Tại mấy bữa nay mình cho ăn trời lạnh lạnh cho ăn cũng ít thôi. Đâu có thời tiết lạnh anh em đừng có gấp nha. Cho ăn ít thôi. Ăn nhiều quá nó không tiêu hoặc nó bị đường ruột là đầu nó tụt còn dữ hơn. Thà nó lên chậm. Qua thời tiết ấm ấm thì mình cho ăn nhiều không sao. Kế tiếp là một con máy H11 giá H10 chứ. Giá 120k. Đây. Máy H10 anh em nào có cá gì mua về kè nha nè. Con này size cũng tầm 2 ngón thôi. Hơn 2 ngón tí á. Tùy theo tay nha. Anh em nào tay to thì nó cỡ 2 ngón. Tay của mình đo cỡ hơn 2 ngón tí thôi. Con này giá 120k. Kế tiếp là mã H9 máy giá 100k. Đây con này chủ yếu trâu nhiều nha. Anh em nào có cá trống mua về kè cho cá trống nó sung nha. Nhiều khi có cá máy kè cũng khá hay lắm nha. Đối với cá máy mình mua về mình không có thả chung với cá trống liền nha nè. Thả chung là cá nó cắn hư cá hết. Giờ phải kè kế bên nha. Lâu lâu mình thả qua, mình thấy nó làm dữ quá thì mình cứ ngăn lại. Ở bên đây một con H8 nè, H8 nó sẽ chui lọt qua đây nè. Xíu nó bị cắn nè. Đây một con H8 giá 50k, một con cam pha nhí. Con này bữa nay mình thấy nó cũng hơi trong cái mấy cái hồ kia mới hơi chọi chọi, mình bắt ra cho anh em xem. Một con cam pha nhí nha, size cỡ ngón út thôi, một xíu à. Con này đang lên màu khá đẹp. Này con cam pha hai tông á. Này con cam pha hai tông, pha nhí. Giá 50k mã H8, còn con. Ở đây cũng còn cá bột cũng khá nhiều nha, nhưng mà trâu nó chưa có lên nhiều. Không có quay.
trâu nó không có sáng không. Kế tiếp mình sẽ quay một số cá còn lại luôn. Tiếp theo anh em nào có mua cá lóc thì ủng hộ luôn nha. Ở đây mình còn pháo hoa đốm vàng. Con này size tầm 6-7 gì đó. Mấy con này mình nuôi cũng lên trọng trọng à. Giá 220k một con nha anh em. Đây còn một cặp luôn. Anh em nào lấy một cặp thì tính 400 luôn nha. Mấy con này thì dễ nuôi rồi anh em. Về chủ yếu là mình có hồ mình che đậy đàng hoàng ngon lành. Oxy có cũng được, không có cũng được. Nói chung là mấy con này dễ, cá lóc nữa dễ. Đây, mình ướm xay cá cho anh em. Mấy con này rất là sung nha. Mấy con này cũng dễ ship, cá lóc dễ ship. Nó đi 5-7 ngày đồ ngon lành nha. Nó không có hao năng lượng nhiều giống như cá la hán. Tại cá la hán này đi lâu quá, bị tuột đầu quá, xịp đầu. Pháo hoa đốm vàng giá 220k một con. Đây, bên đây có chân trâu đen Đài Loan luôn. Bữa nay trong trong clip này mình anh em nào mua giảm giá xuống còn 220k nha. Bình thường bán con này 250, này đây anh em nhìn thấy dài sọc luôn nha. Hôm nay như còn cũng có 4-5 con gì đó nha anh em. Đây, đây là tính cỡ size 10 nha anh em. Có một con nó hơi chọi luôn nè. Chân trâu Đài Loan khá đẹp luôn, chân trâu đen nha anh em. Đây trâu nó sáng luôn. Đây cá ông tiên rồi thỏ mình ép tôi bữa nay bự bự nè nè. Kế tiếp là con dĩa gồng vàng nha. Dĩa gồng vàng con này con nào nấy size cũng cỡ 10 á. Nào nấy tướng dài đoạn khá đẹp luôn nha. Giá 250k, bên em giảm xuống còn 220 luôn. Anh em nào có mua giảm xuống còn 220k một con nha nè. Anh em nào chưa có cá lóc thì mình nên trải nghiệm nha. Chung mấy con này nuôi cũng khá dễ. Chủ yếu gì mình đậy đồ lại ngon lành nha. Lâu lâu mình cũng bị nó phóng ra ngoài hoài. Đậy mà nhiều khi cái kẻ mà nó vừa con cá lóc là nó phóng á. Nói chung mình không có đậy kín để cũng chừa đường cho không khí nó lòn dần nha. Mấy con này khá sung luôn. Để mình thử một con sâu cho anh em xem. Đối với cá mà size cỡ 5-6 trở xuống thì mình cho ăn sâu nhỏ nha anh em. Con này sâu sâu to, sâu này sâu sâu lớn mua ngoài mấy tiệm chim nha. Đây, em nhìn. Con này giá 220k. Này mình cũng còn có 5 con à. Thả xuống rồi chưa chờ là tắt bụp nút à. Mấy con này nuôi lớn cũng khá nhanh nha anh em. Bên đây mấy con ghét băng la cơ bùm nó hơi nhát mình không có quay. Đây một cái hồ cá lóc anh em có thể bố trí về ok. Trên đây mình không có oxy gì hết nha, không có để oxy gì hết luôn. Mấy con này mình nuôi cũng cỡ tầm 2-3 tuần nè. Mấy con này để nuôi chơi nha. Này con ăn rau. Rồi tiếp theo mình sẽ quay một số cá còn lại luôn. Kế tiếp là pháo hoa dao báo nha anh em. Pháo hoa dao báo mình có size 45 giá 150k và size 67 giá 180k. Mấy con này nuôi cũng khá dễ nha anh em. Mấy con này thì size nhí lắm nha. Size 45 nó rất là nhỏ nha. Nó cỡ cái cán vợt, cỡ cán vợt thôi, size cỡ 4-5 phân thôi mà được cái lớn rất là nhanh nha. Đây mình đậy cái kẻ hở vậy mà nó phóng ra được con này nè.
cũng không ăn con, chắc mà đậy hơi hơi vừa cá luôn. Nói chung đối với cá lóc anh em về nuôi đậy kỹ thôi, vấn đề nước nồi của nó cũng khá dễ. Tiếp theo bữa nay có một số khỉ đỏ bột nha, giá 90k một con, anh em có thể mua trải nghiệm nha. Anh em mua một con mình cũng có thể ship tới nhà nha, với phí ship tới nhà là 30k. Đây bầy khỉ đỏ này cũng có tầm hai mấy ba chục con thôi nha, lâu lâu mới có một lần nha. Em nào chưa có thì mình nên mua một hai con gì đó trải nghiệm. Đối với khỉ đỏ bột thì lúc nhỏ thì nó cũng không có gì đặc sắc nha, giống như con cá rô thôi. Mà anh em nuôi tầm cỡ hai ngón ba ngón lên thì nó có thể lột hoặc đổi màu lên màu đỏ nha, cũng tùy theo con nha nè. Khỉ đỏ bột, khỉ đỏ giá 90k một con. Mấy con này sức đề kháng của nó cũng khá khỏe nha, khá khỏe hơn con la hán mình, với lại cái đường ruột nó cũng khá tốt. Ở đây mình cũng nuôi một con này nè, con này mình nuôi nó được cái lên màu mà nó không có đầu nha, con này mình nuôi cũng lâu rồi. Con này mình sử dụng đèn hồng khá sung luôn, con này khá to nha, mỗi ngày mình ăn có một cử một con mỡ to vậy. Tại nước trong đây mình không có thai nha, hai ba tháng mình mới thai có chút xíu à. Hồ này mình để oxy không nha, không có để máy lọc luôn, con cá nó khá bự. Con này cỡ 6 7 ngón gì. Chống con máy luôn. Đối với cá bột thì cũng chưa nhìn ra chống máy đâu nha nè. Đây cá bột. Cá bột nhìn rất là khó nha. Nói chung con nào lanh lẹ thì bắt thôi. Anh em nào đợt trước có dặn chỉ bột thì bữa nay có nè. Rồi tiếp theo mình sẽ quay một số mã còn lại để kết thúc clip. Tiếp theo là mã H7 giá 180k, con H7 luôn. Ở đây cái hồ mình thấy bữa nay nắng chiếu vô đông đông quá vậy nè, ngoài nó thật ánh sáng vô quá đông. Con này dáng ngắn vậy nè, con này dáng ngắn giá 180k mã H7, con này size cũng tầm 2 ngón nè. Con này chủ yếu là trâu nhiều nha, đầu tròn do luôn nha, đầu tròn một cục. Mấy con này anh em nuôi hồ không sậm sậm ngon lành nhé, đừng nuôi hồ không đen, không đen cá nó tối lắm. Tiếp theo mã H6, mã H6 giá 140k, con này cũng còn khá tơi, con này mới lên, con này sai hai ngón trở lại nha, anh em về chịu khó mình hút tép thiệp. Mấy con này chủ yếu là chơi trâu nhiều nha, mấy con này anh em khỏi kích màu, cứ hút tép với thức ăn đồ ngon lành ngon lành. Này dáng cũng khá đẹp luôn, giá 140k, này sai chắc dưới hai ngón, dưới hai ngón. Xin lỗi, con này giá 140k chứ, H6. Tiếp theo mình qua con H5, H5 giá 250k. Đây con H5 giá 250k đây. Con này đỏ rực luôn. Này trong cái hồ tối mà nó đỏ rực luôn vậy nè. Con này màu là khỏi chơi luôn. Mấy con này về anh em hút tép thêm nha, ngày một cử tép, một cử thức ăn ngon lành. Ngoài tép nó có thể ăn được sâu dế nha nè, sâu dế, cá mồi. Đối với sâu to thì anh em cắt nhỏ nha, còn sâu nhỏ thì khỏi cắt. Con H5 khá đẹp nha, con H5 màu nó đỏ đậm luôn, đuôi đỏ luôn nha, kỳ đỏ luôn. Tiếp theo mã H4, mã H4 giá 250k. Đây con H4 đầu khủng luôn nha, màu cũng khá tươi luôn.
giá 250k mã H4. Con này size cũng hơn 2 ngón tí nha. Hơn 2 ngón. Đầu con này khá đẹp luôn, tròn, tướng cân đối. Tiếp theo mã H3, mã H3 giá 250k. Đây, mã H3 đây. Mày tướng khá đồ con luôn. Kỳ cờ đồ xẻ rất là đẹp con H3. Mã H3 giá 250k. Kế tiếp mình quay hai con cuối cùng. Một con H2 giá 200k, mã H2 đây. Con này đầu mấy bữa nay nó xịp, bữa nay nó mới phục hồi trở lại. Con H2 khá đẹp luôn nha. H2 trâu sáng, đuôi to. Mấy con này anh em về thúc tép thêm nha. Mã H2 giá 200k. Rồi cuối cùng là mã H1 giá 250k. Con này đầu tròn, ngực đỏ luôn. Con này chủ yếu là trâu nhiều nha anh em. Nó chỉ đỏ được cái phần ngực dưới bụng thôi. Được cái con này đầu rất là tròn luôn nha. Dáng con này cân đối. Con này phù hợp với anh em nào nuôi mấy cái hồ tầm 6 tấc, 5-6 tấc gì nuôi con này đẹp lắm. Còn anh em nào có hồ rộng mình ngăn ra nha. Đối với cá mới về mình ngăn nhỏ nó ra nha. Cái lượng nước nhiều quá thì mình ngăn nó vừa phải ra nha. Nào cá nó dạng nó sung mà mình sẽ bung hồ. Con này anh em nuôi tầm cỡ 4 tháng. 4 tháng anh em nào nuôi kéo 4 tháng nó cỡ con này nha. 4 tháng nữa thì cũng cỡ con này. Còn anh em nào nuôi chậm thì cũng cỡ 5 tháng. Con này cũng cỡ 3 ngón rưỡi. Đối với mấy con này thì nó đầu nó khủng quá, mình không có xếp xa nha. Con này cỡ 3 ngón rưỡi rồi. Đầu nó quá to. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo luôn. Anh em nào có xem kênh thì đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Cá mình sẽ ship tới nhà cho anh em với phí ship là 30k nha. Anh em nhận cá trả tiền cho shipper rất là dễ luôn.